Một số ví dụ minh họa như sau. Ví dụ số 1. Khi chúng ta thổi không khí vào nước nguyên chất thì dung dịch thu được hơi có tính axit. Đấy, khí nào sau đây gây ra tính axit đó? Thì rõ ràng gây ra tính axit thì nó phải là oxit axit rồi, đúng không ạ? Và trong hơi thở của chúng ta thì chắc chắn là có carbon dioxide, được chưa nhỉ? Chúng ta nhờ quá trình hô hấp nhé, chúng ta hít hơi CO2 vào nhưng thở ra là hơi CO2. Và ngược lại với thực vật thì quá trình quang hợp của thực vật sẽ là gì ạ? À, lấy CO2 vào và nhả ra oxy. Để nhớ như vậy. Và chúng ta sẽ có ở đây là đáp án A nhé, là carbon dioxide.